Em có thấy nó không? Sáng nay em có nhìn thấy nó không? Có. Bây giờ chúng nó đi đâu nhỉ? Nhà em có ai vào lấy trộm không? Không, bây giờ mình thử đi lên trên xem đi. Chúng mình thử đi ra đằng kia xem nào. Tài nhỉ? Đằng này cũng chẳng có à. Bị ngô. Wow. Sao bị ngô thì em lại biết trèo cây à? Chùm cái áo này vào. Năm nay á, hai chị em mình sẽ có một cái Halloween á, đáng nhớ luôn. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Em thấy chị mua cái này đẹp không? Hợp lý không? Hợp lý. Quá đẹp luôn, giữ chặt, giữ chặt. Chị còn cho đầu vào thế nào chứ? Sợ không? Đấy, của chị được rồi đấy. Chỉ nghĩ là chị thấy cái này là hợp với siêu nhân luôn. Đấy. Wow, được không, được không, được không? Khá đẹp luôn. Này đi á, chúng mình đi lễ hội hóa trang mà. Thế này không ai đảm bảo không ai nhận ra siêu nhân nhà mình luôn. Xong chưa, nhanh đi thôi, không muộn rồi em ơi. Chưa xong à? Ngờ, chị chắc gì? Thế nào? Úi giời, mẹ, được, đi thôi. Nhanh được. Không, chúng mình muộn rồi, mọi người. Ôi chết rồi, cái quan trọng nhất của Halloween chị lại quên rồi. À, sang nhà em đi. Nhanh chồng à? Được, chúng mình sang thôi, nhanh lên ông muộn. Chị phải cầm như nào cho đẹp nhỉ? Thế này à? Đúng rồi. Yeah, chúng ta đi thôi. Được không em? Ừ. Đấy. Ô, em phải cho thổi vào để em bay chứ. Yeah. Em là một phù thủy mà. Wow, được đấy. Thôi đi thôi. Yeah, đi. Yeah. Yeah. Nè, chị lại quên hôm qua đi mua không mua. Có nhìn thấy nó không? Có. Bây giờ chúng nó đi đâu nhỉ? Nhà em có ai vào lấy trộm không? Không, bây giờ mình thử đi lên trên xem đi. Mình thử đi ra đằng kia xem nào. Tài nhỉ? Đằng này cũng chẳng có à. Bị ngô. Wow. Sao bị ngô thì em lại biết trèo cây à? À đúng rồi, lễ Halloween mà. Mọi thứ nó đều thay đổi hết em ạ. Thôi bây giờ chị em mình phải vặt xuống thôi. Để mà đi chơi thôi. Này. Wow, công nhận nhà siêu nhân sao mà trồng quả bí ngô to thế em? Vâng, tại vì em thế à? Thế từ năm sau chị cũng chả cần mua bí ngô nữa, chị cứ sang đây xin siêu nhân thôi. Chị cho bạn này xách bí ngô đi, được không? Em xách cái nhỏ đấy đi, để chị lấy được quả này nữa. Ây nữa rồi, hai chị em mình cứ gọi là hoành sờ tráng luôn, được không? Như nào? Không, em xách cái đấy đi. Đưa chị xách cho. Em nhiều đồ quá rồi đúng không? Thôi bây giờ hai chị em mình đi chơi Halloween thôi. Em bắt chổi lên đi. Hey. Chị sẽ bắt cái người này. Này, xung quanh, chị đi như này á, có ai nhận ra chị đằng sau không? Wow. Thôi, đùa tí thôi, chị em mình đi chơi Halloween thôi. Yeah, đi nào. Thôi. Wow, không biết năm nay á, mấy người bạn của chúng ta có làm như chúng ta không nhỉ? Không biết. À, hôm năm nay hai chị em mình quá kỳ công, chị thì làm mang nguyên một hình nộm mới luôn, còn nhà em thì trồng bao nhiêu là bí ngô. Chị em mình năm nay chơi hơi bị máu luôn. Wow. Siêu nhân biết rồi nên chả bị giật mình. Bí ngô của em trong cái quai mà để sát á. Đúng rồi, cho nó tiện đúng không? Thích cái quả bí ngô để nhà em ăn hết. Thích em đục lỗ để đục lỗ. Tối nay về nhá, cho chị xin một quả nhá. Mang về nhà. Sắp đến chỗ hẹn với mọi người rồi đấy. Không biết là mọi người đã đến chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ phải đi chơi ạ. Chắc là chưa đâu. Chị cũng nghĩ chị ấy, mọi người là cà phê đúng không? Không ai á. Xong như chị em mình đâu, đến đúng giờ thì kỳ luôn. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.